Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái đèn pin cắm sạc không vào điện. Hễ mình ấn tay vào thì nó sạc, còn mình thả tay ra thì nó không sạc. Hiện tượng này là nó bị cái lỗ sạc bị oxy hóa không ăn điện đó nha các bạn. Và chúng ta tiến hành mở thay cái lỗ sạc. Tiếp theo chúng ta mở hai con ốc nhỏ nó bắt giữ cái miếng mạch điện đó các bạn. Tại vì cái lỗ sạc á, nó hàn vào cái miếng mạch điện này nên chúng ta phải mở ra. Đó, đây là lỗ sạc này các bạn. Nó cũng rất là đơn giản thôi. Một bên là công tắc, còn một bên là lỗ sạc. Và mình lúc lắc thử thì mình thấy nó bị nhúc nhích cái chân chì các bạn, là nó bị lỏng, nó bị hở đó. Hở cái chân chì hàng tiếp xúc với cái mạch đó. Do mình sạc mình cứ lúc lắc với lại nó nóng đó, nó bị hở cái chân chì ra. Thì cái cách khắc phục này là mình phải thay cái mới, nhưng mà bây giờ trước tiên mình phát hiện nó bị hở chân chì thì mình hàn thử trước nha các bạn. Mình hàn lại, nếu mà nó được thì mình sử dụng, còn nếu không được thì mình mua cái mới mình gắn vào. Đây tôi cũng có mua một cái mới thử rồi nha các bạn. Còn nếu như mà cái này nó lỏng thì mình hàn nó lại. Bây giờ mình sẽ hàn lại thử nha các bạn. Mình thử thôi, mình hàn lại coi nếu nó sạc được á thì mình xài, còn nếu mà nó không sạc mà nó không ngon lành gì, nó cứ lắc lư nó mới có được á thì mình buộc mình phải thay cái khác. Cái này cũng như mình thử rồi nha các bạn. Thì cái đầu của nó chỉ có ba chân. Đó, các bạn chấm nó lại, chấm chì lại cho nó dính lại, cho nó ăn với cái mạch điện đó. Thường thì mấy cái này xài thời gian là cái chân nó bị oxy hóa rồi, các quặng hàn nó cũng khó dính lắm. Đôi khi phải nhúng lửa nhựa thông, phải hàn cho kỹ nó mới dính được. Và nó đã không dính được rồi các bạn. Buộc các bạn phải lấy con dao hay là cái vật nhọn gì đó, các bạn cạo cái chân của nó đi. Nó có một chân nó bị oxy hóa, nó không ăn chì. Các bạn phải cạo cho nó sạch cái lớp ten sét nó ra, cái cạo cho cái chân nó trắng thì các bạn hàn nó mới dính. Rồi chúng ta tiếp tục hàn lại nữa nha các bạn. Hồi nãy mình mới lấy con dao mình cạo đi, bây giờ mình hàn lại. Cái này mình cũng hàn mình thử thôi chứ cũng không có chắc chắn là nó được sẽ được đâu nha các bạn, nhưng mà đôi khi nó bị lỏng cái chân á, mình hàn lại là mình xài được nên mình chỉ thử thôi. Rồi bây giờ mình lấy cục sạc mình cắm vào thử nha các bạn. Mình cắm nếu mà nó được là nó lên cái đèn xanh ở cái cục sạc á đó. Đó mình phải lắc nó mới lên đèn xanh. Mình thả ra là nó mất, vậy là không được rồi các bạn. Tại vì khi mình chưa cắm điện á, mình cắm vào á, là
cái điện từ cục pin của cái đèn á các bạn, nó sẽ chạy ngược vào cái cục sạc, nó sẽ lên đèn xanh là mình biết là nó thông, nó ăn điện. Còn mình cắm mà nó phải lúc lắc nó mới ăn, mới lên đèn xanh là chứng tỏ là nó cũng không được, nên chúng ta phải thay. Và khi mở cái lỗ sạc ra, các bạn phải gỡ mở một sợi dây nguồn ra nha, dây nguồn của pin đó. Chứ nếu bạn không mở ra, các bạn chấm một hơi nó đụng là nó sẽ chập cộng trừ, nó sẽ cháy cái dây pin đó. Đó, giờ các bạn mở một dây của cái sợi pin ra, mở một dây thôi. Đó. Bây giờ ta sẽ mở cái lỗ sạc ra. Nếu mà các bạn có đồ hút chì á, các bạn bấm, các bạn hút chì. Còn nếu các bạn muốn mở được nhanh thì các bạn khỏi cũng được, các bạn chấm chì nhiều vào rồi các bạn rút nó ra. Tại vì cái này nó cũng hư rồi, cái lỗ sạc này cũng hư rồi, thành ra các bạn chấm rút ra là cũng bỏ luôn, thành ra cũng không cần phải giữ lại. Đó, mình đã gỡ cái cục lỗ sạc ra rồi đó. Đó, nó bị oxy hóa rồi các bạn, gãy hết một chân rồi đó, nó dính lại ở trong cái mạch đó. Rồi bây giờ chúng ta phải gỡ một chân nó bị dính lại ở trong cái mạch đó, bây giờ chúng ta phải rút nó ra luôn. Thì cái lỗ nó mới trống, chúng ta mới bỏ cái lỗ sạc mới vô được. Giờ mình đó, đây là cái chân nó dính lại trong cái lỗ sạc đó các bạn. Đó, mình phải rút bỏ ra luôn. Rồi nếu các bạn có đồ hút chì thì các bạn bấm hút nó ra cho nó trống ba cái lỗ đó ra để mình bỏ cái lỗ sạc mới vô. Còn nếu các bạn làm quen rồi thì các bạn lấy cái mỏ hàn các bạn chấm chấm là nó cũng chì, nó cũng sẽ gom lại và nó sẽ hở ba cái chân nó ra để chúng ta bỏ cái lỗ sạc mới vào. Đó, ba cái lỗ nó đã hở ra rồi các bạn. Đây là cái cũ nha các bạn, nó bị oxy hóa, nó gãy hết chân rồi đấy. Còn đây là cái cục mới mình mới mua đó. Giờ ta sẽ lắp nó vào. Đó, nó có ba lỗ, mình có ba chân cho nó ngay và nấn nó vào đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu hàn nó lại. Nếu các bạn muốn cho nó dính và hàn nhanh đó, các bạn phải cạo mấy cái chân nó đi một chút thì các bạn hàn nó dính nó nhanh. Còn nếu không mình hàn vô chì nó cũng khó dính, nó hơi lâu. Mà hàn cái này các bạn phải hàn lẹ tay tí nha, các bạn hàn lâu là nó nóng quá là nó chảy cái nhựa ra, là có khi mình cắm cái dây sạc vô nó không được đó. Nó bị méo đó các bạn, nên các bạn hàn cũng hơi nhanh nhanh tay một tí. Hàn nhanh nhưng mà cũng phải giữ lại cho chì nó dính nha các bạn, chứ không phải hàn thả ra liền là nó mới dính đó. Sau khi hàn xong các bạn cũng phải hàn cái dây nguồn của cục pin vào nha. Đó, đây là mình đã hàn xong rồi đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta lấy cục sạc chúng ta cắm vào thử nha các bạn. Nếu các bạn cắm vào cái đèn xanh nó sáng lên là đèn xanh của cục sạc á, nó cắm nó sáng lên là ok. Đó, cắm vào nó sáng rồi các bạn. Cắm vào là sáng liền, không có lúc lắc gì hết. Đó, giờ mình lắc nó cũng vẫn sáng bình thường. Là pin từ cục pin nó chạy vào cái cục sạc á các bạn, nó sáng cái đèn LED này lên. Vậy là chúng ta đã thay xong cái lỗ sạc. Bây giờ chúng ta ráp nó vào nha các bạn.
Thì ráp cũng đơn giản lắm, các bạn để ngay, ấn nó vào cho nó ngay cái công tắc với lại cái lỗ sạc nó phải ngay với lại cái lỗ ở ngoài của cái vỏ đó. Thì khi chúng ta cắm cục sạc vô thì nó mới dễ nha các bạn. Nếu mà bạn lắp méo là cắm cái dây sạc cho nó cứng lắm, rồi các bạn phải canh cho ngay. Rồi giờ chúng ta bắt lại hai con ốc hồi nãy vào. Rồi bắt xong rồi chúng ta lắp cục pin vào nha các bạn. Cục pin phải để cái mặt mà nó có cái miếng băng keo hai mặt á, nó ngửa lên trên. Không phải băng keo hai mặt nha các bạn, cái miếng mút thôi. Rồi chúng ta đậy cái nắp vào. Cái nắp này các bạn phải xoay đúng chiều nó thì nó mới ngay được bốn cái lỗ ốc đó nha các bạn. Tuy nó là bốn cái lỗ bằng nhau nhưng mà nó cũng có chênh lệch một chút, nên ta phải xoay đúng chiều của nó thì nó mới ngay được bốn cái lỗ ốc, ta bắt nó mới dễ. Rồi đã ngay, giờ bỏ bốn con ốc vào rồi mình quặn lại là xong. Nếu các bạn quặn bằng tay thì các bạn quặn vừa thôi, còn quặn bằng cái đồ mở vít thì các bạn quặn vào cũng vừa thôi nha các bạn. Quặn cứng quá mai mốt nó xét mình mở không ra được. Rồi giờ mình bấm thử đó, cái công tắc thì nó vẫn sáng như thường nha bạn, tự vì nó chỉ hư cái lỗ sạc thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái cục sạc vào thử lại nha các bạn. Đó mình cắm vào thì nó sáng đèn lên liền là ok rồi đó các bạn. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái đèn sạc vào nhưng mà bấm công tắc đèn nó không sáng nha các bạn. Khi mình cắm sạc thì cái đèn đỏ nó báo là nó đang sạc các bạn, nhưng mà bấm công tắc nó không sáng. Rồi, đây là cái đèn sạc vào nhưng mà bấm công tắc thì nó không sáng nha các bạn. Đó, bấm công tắc lên là nó không sáng. Nhưng mà khi mình cắm sạc thì nó vào. Bây giờ mình mở bốn con ốc ra nha các bạn. Mình phải lột cái miếng dán này ra nó mới có bốn con ốc. Rồi chúng ta tiến hành mở bốn con ốc này ra. Cũng đơn giản thôi các bạn. Cái đèn này thì cái kết cấu của nó cũng giống giống cái đèn màu đen lúc nãy nha các bạn. Đó, chúng ta mở bốn con ốc và mở cái nắp ra. Rồi cái phần cấu tạo ở trong thì nó cũng giống y như cái đèn kia. Rồi, vì nó không sáng nên chúng ta phải dùng đồng hồ để chúng ta đo coi nó có điện, pin nó còn điện không nha các bạn. Chúng ta sẽ bật cái đồng hồ đo volt về nhân 10 nha các bạn. Đo DC đó nhân 10. Đo DC là đo pin 1 triệu các bạn, đo điện 1 triệu á. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đo hai cái đầu của pin nó ra các bạn. Đó, dây đỏ với dây đen là dây pin nó ra đó. Rồi chúng ta đo thì thấy đồng hồ nó báo lên là cục pin còn còn điện nha các bạn.
là cục pin còn tốt, còn đủ điện. Bây giờ thì để chúng ta đào lại một lần nữa cho các bạn coi nè. Đó, con đồ đã báo lên là pin còn nha các bạn. Pin cỡ 3V mấy, 4V á. Rồi, là pin vẫn còn. Pin còn thì bây giờ chúng ta chỉ nghĩ tới là công tắc nha các bạn. Rồi bây giờ mình lấy cái nhíp hoặc là lấy cái gì mình sẽ kẹp cái công tắc lại. Mình nối tắt đó các bạn. Mình nối tắt cái công tắc qua thì cái đèn nó sáng. Và chứng tỏ là nó bị hư ở phần công tắc các bạn. Thì mình phát hiện ra là nó bị cái chân của cái công tắc mà nó hàn vô cái mạch điện đó. Nó bị hở, nó chì ra nha các bạn. Đó, nó bị hở chì ra. Khi mình ấn vào thì nó sáng, thả ra nó tắt. Đó, giờ mình lấy cái nhíp mình ấn vào nó sẽ sáng nha. Đó. Rồi mình thả ra là nó tắt. Đó, khi nó dính lại rồi thì nó cũng sáng nha các bạn, nhưng mà khi mình đồng một cái là nó hở ra thì nó là tắt. Rồi bây giờ mình xác định là nó bị hở chân chì của cái công tắc nha các bạn. Giờ mình hàn nó lại. Cái công tắc này nó cũng có 3 chân nha các bạn. Đó, mình hàn nó lại để cho nó dính lên cái mạch điện đó. Mình hàn đã xong. Đó, đèn nó đã tự sáng lên luôn. Bây giờ chúng ta bấm thử. Rồi. Đã tốt rồi các bạn. Vậy là nó đã bị lỏng cái công tắc, lỏng cái chân công tắc đó. Mình đã hàn lại và đã tốt bây rồi. Giờ là bây giờ mình 11 ráp lại nha các bạn. Giờ. Lấy cái nắp đế này mình ráp lại. Thì cái nắp này mình cũng phải để ngay đúng hướng nó thì nó mới ngay 4 cái lỗ mình bắt nó dễ hơn nha các bạn. Rồi khi nó đã ngay rồi chúng ta chỉ việc vặn 4 con ốc lại thôi. Rồi, bây giờ mình bấm thử nha các bạn. Rồi, ok. Mình cắm sạc lại thử nha các bạn. Cắm thử cái dây sạc cho nó còn tốt không các bạn. Rồi, ok. Rồi, ok luôn. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn sửa cái đèn đội đầu rất là đơn giản. Dễ sửa lắm đúng không các bạn? Được 2 cái luôn. Nếu các bạn thấy bổ ích thì đăng ký kênh giúp mình nhé. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.